Sau kỳ nghỉ lễ 5 ngày liên tiếp, hôm nay các cán bộ, công chức và người lao động đã trở lại làm việc bình thường. Theo ghi nhận tại một số công sở ở thành phố Biên Hòa, không khí ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ diễn ra khá nghiêm túc và sôi nổi. Nhiều cơ quan đơn vị của thành phố đã đặt quyết tâm phải bắt tay ngay vào công việc, không để diễn ra tình trạng dư âm vui chơi sau lễ. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ lễ dài ngày thì hiện tại các công sở trên địa bàn thành phố Biên Hòa đã hoạt động trở lại bình thường. Và theo ghi nhận thì các công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân thì diễn ra khá nghiêm túc và các công chức đều đi làm là khá đúng giờ. Trước 8 giờ sáng, các cán bộ công chức Ủy ban dân phường Trảng Dài thành phố Biên Hòa đã có mặt đông đủ để đón tiếp người dân đến giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính. Tuy nhiên, do nhiều người dân vẫn mặc định mới nghỉ lễ dài ngày, xong sẽ còn dư âm vui lễ, nên thường chờ vài hôm sau mới đến liên hệ làm việc. Chính vì lý do này, nên dù đã hơn 9 giờ sáng, nhưng lượng người dân lui tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban dân phường chỉ khoảng 20 người. Còn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ban dân phường Long Bình, không khí làm việc trong buổi sáng nay khá sôi nổi. Theo đó, lượng hồ sơ cần giải quyết thủ tục hành chính lại tăng khá nhiều so với bình thường. Nhưng công tác tiếp và giải quyết hồ sơ, giấy tờ cho người dân vẫn thực hiện suôn sẻ, được người dân đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm. Tôi đến đây sau 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 thì thấy các anh chị đi làm rất là đông đủ. Cứ nghĩ là khi trên đường đi ấy, thì cứ nghĩ là chắc hôm nay vắng lắm, chắc mấy anh chị không có đi làm. Nên không có đến, nhưng mà vẫn cứ đến và thấy các anh chị rất là đông đủ, làm việc rất là nhiệt tình, hòa đồng, giải quyết hồ sơ nhanh gọn lẹ. Tôi thấy ở đây các chị làm rất là tốt, nhiệt tình và đồng thời là hướng dẫn cho bà con làm ăn thủ tục á, nó đến nơi trốn rất là cẩn thận và có trách nhiệm với bà con, với mọi người. Với mong muốn phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, nên trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Biên Hòa cũng như các phường xã trong thành phố đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ công chức phải thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính. Cụ thể, đối với ngày đầu tiên đi làm trở lại cũng như những ngày sau đó phải tuyệt đối đúng giờ. Khi đến cơ quan, đơn vị thì phải bắt tay ngay vào việc, đặc biệt là các bộ phận phục vụ trực tiếp người dân. Đối với cán bộ là phường chỉ đạo là bộ phận tiếp dân đó, và thực hiện nghiêm theo đúng cái nội quy chế của cơ quan, là tiếp dân theo đúng cái trình tự thủ tục để người dân, tránh phiền hà cho người dân, giải quyết với người dân đó. Mà nếu có trường hợp mà giải quyết không đúng thời gian thì ở văn phường sẽ mời cán bộ cùng người dân để xem xét cái hồ sơ, để quy trình, để hướng dẫn cho người dân để làm sao đúng trình tự thủ tục. Trước khi nghỉ, chúng tôi đã quán triệt cho dân là cán bộ công chức là phải đi làm đúng giờ, là phải không để phiền hà người dân, đến giờ đầu chúng tôi giải quyết đến đấy. Qua 5 ngày lễ thì cán bộ công chức đã chấp hành đúng giờ giấc làm việc. Ghi nhận cho thấy, do thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật hành chính nên đại đa số cán bộ công chức ở bộ phận tiếp dân thành phố Biên Hòa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng để Biên Hòa kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần thăng hạng trong việc cải cách hành chính cấp tỉnh.